Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô gái đang ngồi xem những bong bóng này. Hãy cùng tô với mình nha. Mọi người theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Mái tóc thì mình vẫn lấy từ màu đen này.
chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu lần sau.